Hồi như cầm dây nó càng tức quá thì ai chơi kỳ quá à. Đó bây giờ mình kéo cái cọng dây này lên mình ghim để ra này nha. Rồi chơi gì vậy anh Thức? Bữa nay là chơi cái trò chơi rất là đơn giản thôi. Đó chính là một cái trò chơi là ăn củ sắn. Ăn củ sắn hả? Có nghĩa là ai á mà ăn hết cái củ sắn được nè là trước đầu tiên á là sẽ được cô Tú là thưởng cho 500.000. Cô Tú là nhà đây tài trợ của mình nha. Cô Tú cho 500.000. Đây đây có 500 nha. Ai ăn hết là được 500 với trò chơi là tài trả 500 nữa. Ơi cô mày 500 nữa kìa. Cô đó tài trả 500 nữa hả? Lấy ra đi đi. Ra được 1 triệu. Nhóc tiền. Vô. Vô. Tài trả. Được nào, bữa nay chắc chắn cố gắng ăn à. Cố gắng à. Không phải là đơn giản mà ăn. Một tấm hả? Kìa, cô tài trợ đúng rồi. 1 triệu rưỡi. Rồi rồi, với cô tài trợ 500, đưa 500 được rồi. Rồi cô tài trợ lên. Tài trợ 500 đó, hôm nay là không ngờ là nhà mình có người tài trợ nhiều lắm. Đây. Đó bây giờ với cái trò chơi á là cột cái này vô chân nha. Nè là một chân là cột vô chân rồi kéo lên kéo xuống ăn chừng nào ai hết ăn hết trước là người chiến thắng. Em biết ai rồi. Ai ăn cũng được. Bây giờ ai là người chơi? Bây giờ mình là người chơi đầu tiên. Liên Hô. Trời cô Mỹ chơi cô Mỹ đi. Với Nam Báo. Đầu tiên cho cô Mỹ là cái này nó thấp nè. Nó tương đương với mày cho cái giò để gì không có tay không luôn hả? Không, không có đủ cái tay phải không? Giờ giở giò nè. Ơi bây giờ anh cho để giò. Chọn giò nha. Ờ chia xa xa ra đi. Thôi cho gần gần nhau á, ăn mới lộn trái của nhau mới vui. Rồi rồi cô thử giò nào. Cái giò bên đây thì nó yếu hơn giờ này kệ đi. Rồi. Cô chơi cái giò nào cũng được. Cái giò này giò phải khó hơn rồi. Thôi chơi giò này đi, giò này. Giò phải để xuống. Chân thua đó. Mua phạt phạt độ con à. Thôi ăn nó thua rồi. Cô tự cọc vô giò đi. Cọc vô giò cái. Cái này không nôi. Rồi cọc vô giò đi em ơi. Thức chơi khó. Cái giò này yếu không ta? Hồi đó giờ chưa đi chơi giò này giò kia. Rồi rồi bây giờ cô cứ bỏ giò xuống đàng hoàng, bỏ giò xuống bình thường. Bỏ giò xuống bình thường. Nó mỗi giờ thì mình cứ để xuống bình thường. Dạ. Ăn gì được không? Hả? Bỏ giò ăn là phải dở rồi không có giò là mới ăn được. Vậy hả? Gỗ gàng vậy hả? Rồi chưa? Rồi bây giờ tới tới ai? Tới Liên Hô. Sao không được? Em tới Liên Hô phải không? Em sọt vô phải không? Ừ, đúng rồi đó. Đây đây, đưa món giò nào. Đây em ngón này đi. Liên Hô xích chút. Vậy kéo nó xích chút. Ăn là phải dở giò nha, ăn mà ai giò ai mà chạm đất ăn là không có tính nè. Có Năm Báo nè. Phan Năm Báo nè, buông đi để làm cho chơi. Không cho dịnh người đi. Không cho dịnh nhau. Rồi thôi, để làm cho, đừng có ăn gian. Năm Báo là chùm ăn gian, không có cho ăn gian. Đưa đây, bỏ đạp giò xuống. Đạp giò tới dưới. Ăn gian là kỹ đó. Ok, cho Năm Báo chèo thuốc cho chơi luôn nè. Cái này là của mình nha. Cho đổi. Là vô chơi là không có đổi được nghe cô Mỹ. Cái giò phải á là phải làm cái giò trụ. Đúng rồi. Dở cái giò trái lên. Chứ cái giò trái mà làm cái giò trụ á là nó không có đứng được lâu. Cố Vũ. Mày cố Vũ tao đó đi. Chưa biết thằng nào thua. Rồi ok đấy. Bao nhiêu phút? Hả bây giờ ai ăn hết trước thắng à? Ăn đi cho nè. 1 triệu, 1 triệu đâu. 1 triệu nè em. Rồi chưa? Anh thích chơi luôn hả? Để bạn giao Phan hai em. Chưa nghe, điểm 1 2 3 nha. Bây giờ trọng tài điểm đi. Mỹ ơi, là ta thấy. Bây giờ quay mặt qua đây nha, không quay mặt qua đây nha. Đó, 1 2 3 nha. 1 2. Rồi cô Tú điểm đi. Điểm đi. 1 2 3 4 5. Cô lên. Chết rồi, khó ăn quá. Sát vào khó ăn quá hả? Ăn không được. Con dại sao ăn? Mỗi nhỏ quá. Cô lên, người đâu cắn trước coi. Rất là mỗi giờ. Không biết được, sao không giả xong mà sao cắn rồi, su rồi. 1, 2, 3 quá. Không được rồi. Bỏ giò thiệt chứ. Tội nghiệp cô tôi á. Cắn được một cái. Anh Giang lấy tay để em làm quàng nha. Không có, không có anh Giang mà. Cái này hơi bị cong nha, hai người này nè. Quay sao lưng quay mặt qua đi mấy anh Giang gì không chịu đâu. Quay mặt qua đây đang quay rồi. Mấy Mỹ cạp được rồi. Có Mỹ cạp được miếng rồi kìa. Lấy tay giữ á. Cái này khó ăn nha. Bây giờ túi ông tương trợ, cầu cổ nhau ăn. Hai đứa mình cầu cổ nhau vậy. Dạ. Ê, cầm sợi dây được hả? Cầm sợi dây được rồi cầm nha. Được
có cầm dây đó hả? Đâu có cầm dây đâu. Sao sao mình Linh Ngô cầm dây kìa? Ủa, đâu có cầm dây đâu, có cầm cái trái không? Cái cầm đâu, cầm ở ngoài thôi. Bên kia rung kinh cái nào lá giật giật á. Rồi. Bây giờ túi ông đưa đưa ngay nhau nè, túi ông ăn. Mình có thể hỗ trợ. Nha, à, ông hạ xuống, hạ xuống. Mỹ ăn rồi kìa, cứu lên em yêu ơi. Có kìa, có kìa. Được, được. Trời, hai đứa làm gì vậy? Trái người hai đứa mình vậy sao? Ừ, tôi dịnh cho ông ăn. Ôi, đi không à. Ước gì cái miệng bằng cái trái luôn, ăn cái một cho rồi. Cái công dây bà Mỹ đâu rồi? Cái chân dạ khó cắn quá. Hầu như cầm dây nó càng tức quá thiệt. Mà cái trái phải vô họng luôn, nó dễ quá. Thằng nào ai đi mua trái này kỳ vậy? Mua trái gì bự quá. Đúng rồi, đúng rồi. Sao dây mới đâu đập chứ giờ? Đập, ừ, đập tuột dây. Ủa, phải cho anh Thức ơi, khỏi cho để cái chân lên luôn được không? Hả? Phải để cái chân lên để chứ. Để chân lên chứ. Rồi, ok. Cho cầm dây đi, cho cầm dây đi. Đó, vậy đây, cho cầm dây đi. Ờ, vậy đi. Cho cầm dây hả? Ờ. Cầm con dây mới ăn được. Ê, dạ, dạ, cô, đau con, đau con, đau con. Chưa, xuống qua. Cầm không được, chạy. Được không? Mình báo thằng hết cầm dây ơi. Cố gắng vô, cầm dây, cầm cuốn kìa. Chưa, không, cầm cuốn. Mỹ ơi, cho báo thằng hết rồi kìa. Ghen thức kìa. Cho cáp nó chợ cáp không phải. Đâm báo thắng quá, đâm báo. Con gian con thấy rồi. Ngay nè, ba con cô bác hàm răng giả cũng thông cảm. Gần thức cạn chết rồi kìa. Cao quá. Ai chơi cái cây cao lửa rồi. Cây gì cao trời. Cô khoan khoan, cô đừng có nắm con được không? Không đại rồi, không đại, nắm răng giả không được ha. Cô cầm đây, cô hàm răng giả gì? Dịnh nó dịnh bà, anh cho nó dễ ăn. Ừ. Con đâu đi. Con giật cái cổ của con. Mù quái. Không tệ nó đâu. Không có dịnh nha. Ai nói nữa tôi ông à. Dịnh không có cái lâm men rắn. Rồi, rồi thắng rồi. Cái lâm men rắn rồi. Ý thằng năm bá thắng rồi. Ăn dưới lên rồi. Ai chơi chơi, ai chơi ăn. Ai giật vậy? Ê, bên kia ăn nửa trái rồi trời. Mỗi giờ quá nè. Không được. Con Vân à. Ai ăn vậy? Mắc cười quá hả? À, mày đứng ăn gian rõ ràng rồi. Cái con Vân nè. Cái đại gia không thấy được. Con Vân mà còn vô đó. Không có dịnh Vân à. Trời trong chói gì. Anh đổi giò. Ai giật quái hả? Ai chơi kỳ quá à. Ừ. Chơi này chơi trời ơi trời cái miệng về nó gọng ngay chứ cái lô rồi. Ê, kéo nè, kéo nè. Người ta đâm vô rồi. Nó kéo lên nè. Nó máu ra hết rồi nha. Ê, xong rồi. Đâu? Không được. Cho nó máu. Nuốt nhanh vô. Hết chưa? Rồi, kéo rồi. Rồi, thua luôn, thua luôn. Gan sao? Vừa nghe. Không có được cớ gá nè, đến gan kìa. Không dịnh nha, không dịnh nha, quay tới đây nè. Quay. Rồi, thua rồi, thích thua rồi. Thua. Trời chắc gì sao vậy, sao lên được? Rồi, lần nữa. Sao lên được? Ai chơi giật giật vậy? Kìa, anh Năm, gói, anh Năm. Thắng rồi, ông thắng rồi. Anh ông thắng rồi. Thề tình chứ. Rớt rồi mọi người. Anh ông thắng rồi. Ăn được, khó ăn quá. Nó bảo vậy. Hả? Thắng rồi. Còn cười không? Còn cười. Thắng rồi. Xu á. Rồi chưa? Rồi sao? Rồi. Rồi. Năm bảo thắng. Còn cái gì ăn rất giả quá mọi người. Mỗi giờ quá. Tại trời anh chịu lắm. Đó là chịu hả? Năm bảo thắng. Năm báo thắng. Rồi, chịu luôn. À, hôm nay là năm báo, hôm nay chiến thắng được 1 triệu nha. Với trò chơi là ăn cuối thắng. Ăn mẫu không rồi. Mỗi tội nghiệp con Mỹ. Ăn cuối thắng mà mỗi cái chân, cảm giác mỗi chân không? Mỗi miệng nữa. Mỗi miệng. Đo luôn á. Trời
Còn dạ. Gì, rồi liên hoan thấy sao? Cuối cùng khó thì bữa nay chưa được trò chơi là khó quá trời luôn á. Ăn không được đâu. Mà ông Năm ăn được. Có ăn vàng không? Có ăn vàng không? Không. Rồi có Mỹ sao vậy? Cũng còn nhiều nè. À, cô Mỹ con này cắn sao mà sao không biết nữa nè.